Các em và các bạn thân mến, bài hôm trước thầy đã dạy về lý thuyết là chúng ta tách một lập đồ quan hệ thành chuẩn BCNF, tức là chuẩn Boycott. Thì hôm nay chúng ta sẽ sang phần tách một lập đồ thành quan hệ 3NF, chúng ta ghi là phép tách. Phép tách một lập đồ quan hệ thành 3NF. 3NF nhé. Thế là để chúng ta tách lập đồ 3NF, để chúng ta có thể xây dựng cái cơ sở dữ liệu giống như là chúng ta đã làm ở cái bài ứng dụng đó, thì chúng ta phải làm sao tách thành 3NF đã là tốt lắm rồi. Tức là các bạn đã có thể biến các lực đồ, một cái lực đồ lớn trở thành các lực đồ con, mà trong đó mỗi lực đồ con thì đều có một cái chuẩn 3NF, tức là không có phụ thuộc hàm bắc cầu và không có phụ thuộc hàm dư thừa. Thế thì ở đây chúng ta đưa ra thuật toán, chúng ta ghi là thuật toán đấy, chúng ta ghi nhá, tách 3NF chúng ta ghi đầu vào, thứ nhất là vào là một lực đồ quan hệ R tập các phụ thuộc hàm F đấy. Mà chú ý nhá, lần đầu quan hệ giờ lại cho tập các phụ thuộc hàm F, không làm mất tính tổng quát. Giả sử F là phủ tối thiểu, tức là ta cho là nó sẽ là một phủ tối thiểu. Phủ tối thiểu là gì? Tức là ta không có một cái phụ thuộc hàm nào dư thừa, giống như cái định lý 5 năm mà chúng ta đã xem đấy. Tức là nó sẽ không có phụ thuộc hàm bắc cầu vào trong, không có phụ thuộc hàm nào bắc cầu trong một cái tập phụ thuộc hàm cả. Ra, chúng ta ghi đầu ra là phép tách không mất mát thông tin. Không mất mát thông tin và bảo toàn được các phụ thuộc hàm sao cho mỗi lực đồ, sao cho mỗi lực đồ con là 3NF. Phương pháp, chúng ta ghi cho thầy phương pháp. Phương pháp một, thứ nhất là một là loại bỏ tất cả các thuộc tính, loại bỏ tất cả các thuộc tính của R, loại bỏ tất cả các thuộc tính của R nhé. Nếu thuộc tính đó không liên quan đến phụ thuộc hàm nào của F, hoặc với trái hoặc với phải, tức là nếu thuộc tính không liên quan tới
một phụ thuộc hàm nào? Hoặc trái hoặc vế trái. Hoặc vế phải. Cái là không không liên quan đến một phụ thuộc hàm nào thuộc về trái hoặc về phải, để thầy ghi nó vào cái đã. Đấy, chúng ta ghi như thế cho thầy nhé. Rồi, hai loại bỏ tất cả thuộc tính thuộc R. Một là loại bỏ tất cả thuộc tính thuộc R này nếu phụ thuộc hàm đó không liên quan nếu thuộc tính đó không liên quan đến một phụ thuộc hàm nào hoặc vế trái hoặc vế phải. Tức là ta ví dụ ta sẽ có là A mà xác định B. Ví dụ ở đây là F là một cái E. Thuộc tính E này không có liên quan đến A và B cả. Đấy thì ta bỏ nó đi nhá. Chúng ta tìm trong tập phụ thuộc hàm đó mà A xác định B, hoặc là tất cả các phụ thuộc hàm đó mà thuộc tính E này không liên quan đến một phụ thuộc hàm nào thì ta bỏ nó đi. Hai, các phụ thuộc hàm nào của F mà liên quan đến tới tất cả các thuộc tính R thì chính là R. Nếu có một phụ thuộc hàm, nếu có một phụ thuộc hàm F thuộc F nhá mà liên quan tới tất cả, chúng ta ghi chú cho thầy là tất cả các thuộc tính của R thì kết quả, tức là thì suy ra là lật đồ R chính là trùng với R, tức là nó sẽ là kết quả chính là nó 3. Ngoài phép tách ra, ta đưa lực đồ gồm các thuộc tính XA, phép tách ra tức là ta tách phép đưa ra lần đồ gồm có thuộc tính là XA và tức là tôi đưa ra cái đưa ra gồm xa sao cho x xác định a, x xác định a thuộc f thuộc cái tập phụ thuộc hàm f. Đấy, chúng ta chú ý nha, f lớn này là tập tất cả các phụ thuộc hàm này. Nếu x mà sinh ra a một, x xác định a hai, vân vân, x xác định chấm chấm, x xác định a n, thì mà tất cả những cái này thuộc f, tất cả những cái này thuộc f, thì thay thế tập phụ thuộc hàm thì hai. Đấy, bắt đầu nói lại nặng rồi thì ta thắt chữ thầy hơi xấu tí, viết ở trên máy tính nó rất là gì đấy, thì rất là khó. Thì ta thay là xa này một này, a hai này chấm 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 a n, quá trình thế tiếp tục. Sẽ là quá trình
Tiếp tục. Quá trình này là tiếp tục. Chú ý tại mỗi bước kiểm tra đục RI, nếu thuộc tính không khóa, thuộc tính không khóa nhá, phụ thuộc hàm bắc cầu và khóa chính thì chúng ta loại bỏ nó đi. Và khi đó thì R sẽ ở 3NF. Kiểm tra nhá, rất là chú ý tại mỗi bước thuộc R này, nếu mỗi thuộc tính không khóa, không phụ thuộc vào bắc cầu và khóa chính đấy, thì chúng ta sẽ có R sẽ là chuẩn 3. Nếu tại mỗi bước, tại mỗi bước ta có thuộc tính không khóa, thì đều phụ thuộc trực tiếp, tức là không khóa là gì? Ở đây mình bắt cơ vào khóa chính. Chúng ta học của bài trước đó. Hôm trước thầy có cái sơ đồ mà X xác định Y, Y xác định A, thì A không thể xác định X và Y không xác định X được. Đấy, chúng ta nhớ cái đấy nhá. Thuộc hàm bắc cầu và khóa chính. Thì không phụ thuộc hàm bắc cầu và khóa chính. Và ngược lại là cần áp dụng đến bước đó để chúng ta lại tiếp tục để làm. Thì bây giờ thầy sang ví dụ. Chúng ta đấy là thuật toán là như vậy. Bây giờ chúng ta sang ví dụ, tức là các bước làm của chúng ta như vậy. Giờ chúng ta sang ví dụ nhá. Thầy xóa đi được chưa? Rồi ok nhá. Rồi chúng ta sang ví dụ. Ví dụ chúng ta chú ý ví dụ này trong thi này, cho lực đồ quan hệ R tối thiểu có nghĩa là không dư thừa đúng không? Không có phụ thuộc bắc cầu ở trong này nữa. Ta có C và T phẩy H ra C phẩy H T là L phẩy C là G. Ta sẽ từ đây ta suy ra là chúng ta sẽ áp dụng cái thuật toán, áp dụng thuật toán nhé. Thì chúng ta
sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ có R1, suy ra R1 một hoặc là chính là CT. Đó. Chấm phẩy R2. R2 là chúng ta nhìn này, HRC. HRC. Thì lúc đó chúng ta theo thứ tự là CHR. Đúng không? Chúng ta theo thứ tự ở cái quan hệ lớn này, CHR. Đó. Chúng ta chú ý nhá. Không có cái thuộc tính nào là thừa ở đây, đúng không các em nhỉ? Không liên quan đến phụ thuộc hàm với trái và với phải. Tức là ta không có một cái thuộc tính nào trong cái bộ CTHRSG mà không có cái nào đó. Ví dụ E chẳng hạn thì E không liên quan đến, hoặc là S hoặc là K cũng không liên quan đến trong cái phụ, trong cái tập phụ thuộc hàm này. Vậy cái này kiểm tra là đúng này. Và cũng không có một cái nào liên quan đến tất cả, cho nên nó không thể là bằng R được luôn. Vậy thì ta phải tách ra những cái con, đúng không các em? Rồi chúng ta sẽ có cái thứ hai là HTR, THR. Đấy, chúng ta sẽ có là HRT. Ta đưa cái này nhé. HR. Đây, HR. R3. R3 của chúng ta là HTR. R3 của chúng ta là cái gì? HTR CFG CT và H. Cái này người ta cho thêm một cái nữa là HF. Tiếp tục đến R. Đó, hết. Cái này hết nhé. Vậy R3 của chúng ta là gồm có, gồm H, gồm CH, CH, R. Đây cái thứ hai là CH, R. Cái thứ ba, cái thứ ba là HR, HR ba rồi. Thứ bốn là CGS, CGS. CGS. Ta căn cứ vào cái này. CGS nhé. Và cái cuối cùng của chúng ta là HRS. R5 HRS. Đấy, vậy chúng ta tách được từng này nha. Nếu mà có một cái bảng mà có các khóa như này, có các phụ thuộc hàm như này thì các em tách ra làm các bảng con. Đấy. Và chúng ta ghi định lý cho thầy. Định lý cả lớp ghi nhá, định lý này để thi này. Nếu thầy hỏi đến câu định lý này, thuật toán năm bốn thỏa mãn một phép tách không mất mát thông tin, bảo toàn các phụ thuộc hàm và các lực đồ đích ở dạng chuẩn ba, tức là thuật toán toán vừa rồi đấy, thầy gọi là thuật toán 54 đấy, là bảo toàn phép tách không mất mát thông tin, bảo toàn phép tách không mất mát thông tin, bảo toàn phụ thuộc hàm.
theo. Còn phụ thuộc hàm và các lực đồ đích đích hay là kết quả đấy. Đích là những cái này này, là những cái con này này đó nha, đích là những cái con đây này, đây này, đây này, đây này, đây này. Đó. Là không văn bát thông tin. Không muốn mắc thông tin. Đấy là phép tách lập đồ quan hệ thành các lập đồ 3NF. Chúng ta chú ý nhé. Phép tách lập đồ thành 3NF. Vậy đây là một cái bài mà quan trọng. Quan trọng để chúng ta làm. Bây giờ thầy đi tìm cho các em cái ví dụ. Tìm cho các em cái ví dụ. Thầy lấy ví dụ sau. Cho lập đồ N gồm có nhà cung cấp, nhà cung cấp rồi địa chỉ, đơn giá, mặt hàng, đấy, mặt hàng, đơn giá này, rồi số lượng, thành tiền. Thành tiền. Thế thì chúng ta thấy này, một nhà cung cấp sẽ có một địa chỉ, đúng không? Một nhà cung cấp có một mặt hàng, mỗi nhà cung cấp một mặt hàng có tên hàng. Đấy, có cung cấp cái tên hàng. Thế thì mỗi tên hàng có một nhãn hiệu rồi. Thành tiền, số lượng, đơn giá ở đây chúng ta thấy là đơn giá của tên hàng là đúng, nhưng mà thành tiền và số lượng là nó sẽ không liên quan đến cái gì. Và chúng ta người ta cho lực đồ quan hệ là nhà cung cấp, thầy viết tắt nhé, nhà cung cấp thì xác định là địa chỉ. Đấy. Rồi ở nhà cung cấp thì xác định của chúng ta là mặt hàng. Nhà cung cấp xác định đơn giá. Đó. Thế chúng ta nhìn thấy này, những cái nào mà không liên quan đến các phụ thuộc hàm này thì chúng ta loại bỏ. Ví dụ như là thành tiền thì cái này chúng ta sẽ tính sau này. Mặt hàng là tên hàng đấy. Số lượng là cái này cũng... Số lượng thì có thể là nhiều nhà cung cấp đều có số lượng như nhau. Chẳng hạn như là cung cấp 100 số lượng. Nhưng mà mặt hàng thì có thể là tivi, có thể là tủ lạnh, hoặc có thể là một cái gì đó. Thì số lượng và thành tiền ở đây nó sẽ không liên quan đến. Vậy từ đây chúng ta sẽ tách ra làm lập đồ quan hệ N nhà cung cấp
địa chỉ. Đấy, đây là R1 nhá. R2 là nhà cung cấp, thì đưa ra là cái mặt hàng. Và đơn giá. Đấy. Nhà cung cấp đưa ra mặt hàng và đơn giá. Đây người ta đưa ra như này thôi, không có này nhé, mặt hàng, đơn giá. Tức là ta đưa được hai cái này ra, còn tên hàng và số lượng. Mặt hàng, tên hàng là mặt hàng rồi. Còn cái số lượng và thành tiền thì không liên quan đến phụ thuộc hàng, chúng ta sẽ bỏ nó đi. Đó, đây là một ví dụ. Đúng các em? Đó, thành tiền thì chúng ta mặt hàng đơn giá, thành tiền chúng ta đưa vào tính sau trong cái lược đồ này, trong cái quá trình ứng dụng. Chúng ta chú ý cái đấy nhá. Rồi bây giờ thầy thầy sẽ cho một ví dụ tiếp theo là ví dụ 2. Đây ví dụ 1 đúng không? Bây giờ ví dụ thứ 2 rồi. Rồi chúng ta xóa này đi. Để chúng ta viết cho nó nhanh. Chữ của thầy nó hơi xấu ở trong bài này. Ví dụ bây giờ nhá. Cho lực rồi. R của x y phẩy, y không phẩy nhá, cứ viết liền thế thôi. Z W Q. Đó. F tối thiểu người ta cho luôn, F bằng là x xác định y phẩy xz xác định w phẩy y w xác định q. Đấy, thế bây giờ chúng ta sẽ tách thành các phụ thuộc hàm thôi, đúng không các em nhỉ? Vậy thì chúng ta sẽ theo cái sơ đồ kia, chúng ta sẽ có tách là R1 sẽ là xy, R2 R2 của chúng ta là chúng ta thấy là xz xác định w, đúng các em? Vậy thì R2 chính là xz w. Đấy. R3 w y q w y q. R3 chúng ta sẽ có là w y và q. Đây chúng ta chẳng qua đó là chính là mỗi cái phụ thuộc hàm là cả bên trái bên phải ta đưa nó vào. Đó. Đúng chưa? Và chúng ta sẽ thấy là khóa khóa xz khóa của chúng ta là gồm có này, x này, xz này, và yw. Đó. Chúng ta tách được thành những cái này. Đấy là một ví dụ nhé. Bây giờ thầy lấy đi tìm các ví dụ khác. Ví dụ khác thì bây giờ
rất nhiều thứ trên 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 thực tế thì chúng ta sẽ tự nghĩ ra nhé. Bài tập cho thầy. Bài tập. Các em nêu cho thầy. Ví dụ. Đây. Tốc độ L. Có các thực tính A1 và đến AN. Và chúng ta sẽ đưa ra phụ thuộc hàm. Đưa ra phụ thuộc hàm tối thiểu. Em lấy ví dụ trong thực tế nhé. Và phép tách là 3N. Đấy, đây là bài tập ví dụ. Em có thể tham khảo ở tất cả các tài liệu trên mạng cho thầy. Nhớ là tìm tài liệu tham khảo trên mạng cho thầy. Sau đó các em đưa ra phép tách. À, thầy vừa dạy cho các em xong cái bài phép tách lập đồ quan hệ thành chuẩn 3NF. Các em sẽ áp dụng vào thực tế và chúng ta sẽ gì? Sẽ tạo cơ sở dữ liệu cho chúng ta. Bây giờ thầy xin kết thúc bài học tại đây. Chúc các em là một ngày vui vẻ và làm bài tập luôn cho thầy nhé. Làm bài tập luôn cho thầy. Sau lát nữa thì thầy sẽ dạy tiếp cho chúng ta phép tổng hợp. Đó. Phép tổng hợp thành 3NF. Và chúc các em vui học vui vẻ.